Chào các bạn, hôm nay nhà Natha sẽ làm cái món ngâm để ăn trong dịp Tết. Và đặc biệt hôm nay Natha không có ngâm thịt các bạn, không ngâm cá luôn, mà Natha sẽ ngâm rau củ quả. Thì cái rau củ quả này khi mình ngâm mình cứ để vào tủ lạnh tới Tết thì mình mang ra mình ăn, nó giòn ngon giống như dưa kiệu, dưa hành. Hôm nay thì Natha có ở đây là nửa ký đậu que nha các bạn. Và đặc biệt các bạn muốn ngon hơn thì các bạn có thể là mua cái đậu que dẹp của Đà Lạt ha. Cái hàng này là cái hàng sạch của Đà Lạt thì cũng được ha. Thì nó ăn sẽ giòn ngon hơn. Ngoài ra nếu mà các bạn không có đậu que dẹp Đà Lạt thì các bạn có thể mua đậu que bình thường, hoặc là đậu bún, hoặc là kể cả các bạn ngâm khổ qua cũng rất là ngon nha. Nhiều người ngâm khổ qua trong dịp Tết ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Đó, thì hôm nay Natha có nửa ký đậu que ha. Ngoài ra thì với cái công thức ngâm mà hôm nay thì Natha có thể ngâm được với trứng luôn. Thì Natha không có dùng trứng gà mà Natha dùng trứng cút. Một vỉ trứng cút là 30 trứng ha. Các bạn có thể làm nhiều hơn để dành trong những ngày Tết. Và ngoài ra thì Natha có ở đây 100 gram tỏi. Các bạn dùng tỏi nào cũng được nha. Natha dùng tỏi cô đơn nè. Và ngoài ra thì mình cũng có 100 gram ớt. Ớt này là ớt không cay ha. Nếu mà mình thích ăn cay thì mình có thể bổ sung thêm những trái ớt kho cay như thế này. Nếu mà mình muốn ăn cay thì mình có thể thêm ớt cay vô ha, cho cái món mình ngon. Ngoài ra thì cái công thức ngâm của Natha hôm nay thì chỉ dùng có nước tương, muối, đường, bột ngọt. Rồi, rất là đơn giản và dễ làm. Natha bắt đầu đi làm nha. Natha sẽ bắt nước để luộc 30 cái trứng cút. Natha bắt ít nước thôi. Thì thường á, mình luộc trứng hoặc là trứng cút á, là mình sẽ luộc từ nước lạnh. Nhưng mà hôm nay Natha luộc từ nước nóng nha. Từ nước nóng có nghĩa là bây giờ Natha bắt cho nó sôi lên, Natha mới bỏ trứng cút vào. Thường á, như các bạn thấy á, mình khi mà mình luộc trứng cút á, mình để một xíu xíu muối nha. Riêng đối với nhà Natha thì để thật là nhiều muối luôn, để cho cái trứng của mình nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Do đó thì hôm nay mà các bạn mà xem video này, nhớ khi mà luộc trứng mình phải chú ý là mình sẽ luộc để muối nhiều hơn bình thường. Bí quyết để cho trứng mình nó dễ bong, dễ lột ha. Và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho trứng của mình nó giữ ngon hơn. Natha học bí quyết này từ một cô bán hột vịt lộn rất là đông khách luôn. Bí quyết này có lẽ nhiều người cũng biết nhưng mà nhiều người cũng sẽ không biết ha. Ai biết thì áp dụng, còn ai chưa biết thì làm thử để mình cảm nhận được sự khác biệt nha. Một muỗng cà phê rất là dung như thế này ha. Natha sẽ cho hai muỗng luôn nha. Các bạn thấy độ đậm đặc chưa? Đó. Các bạn không có sợ là trứng của mình nó sẽ bị mặn nha, tại nó có cái lớp vỏ phía ngoài á. Nhưng mà nó sẽ có muối nhiều như thế này để giúp trứng của mình ngon hơn, dễ lột hơn. Rồi mình bật cái lửa thiệt lớn để cho nước nhanh sôi nha các bạn. Rồi không chỉ mình để muối nhiều mà mình cũng để một xíu giấm nha các bạn. Natha để một muỗng cà phê giấm vào đây khi mà nước bắt đầu sôi lên ha. Chờ nước sôi mạnh rồi mình sẽ bỏ trứng cút vào. Thì mình sẽ luộc 1 phút rưỡi, tùy theo các bạn muốn cái độ chín của lòng đào nhiều hay ít nha. Thì nước sôi mặn như thế này Natha bỏ trứng vào rồi nó mới tính thời gian ha. Bỏ nhẹ nhẹ nha các bạn, nó dễ. Vẫn để lửa lớn nha các bạn. Mình tính 1 phút rưỡi nhưng mà mình vẫn quậy nha các bạn, khuấy như thế này để cho cái lòng đỏ nó vào bên chính giữa thì mình lột mới dễ, tại cái cút lòng đào hơi khó lột hơn trứng gà ha. Rồi gần được 1 phút rưỡi rồi các bạn, mình sẽ chuẩn bị cái nước ở kế bên để mình ngâm liền vào trong nước lạnh nha. Có nước đá càng tốt ha. Natha năm nay không có chuẩn bị nước đá cho nên Natha ngâm nước lạnh. Rồi Natha sẽ tắt bếp ha, mình sẽ khuấy thêm 5 vòng, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mình sẽ vớt ra nha các bạn. Ngâm nước đá càng tốt nha các bạn, Natha không có nước đá ha, mình ngâm nước lạnh cũng được. Nước lạnh thì các bạn sẽ thay nước thêm một lần nữa cho nó đảm bảo trứng của mình nó nguội nhanh nha. Rồi đây là cái trứng mà nó nguội rồi đó, nó ấm ấm mình lột cho dễ nha các bạn. Thì nếu mà không có lòng đào thì các bạn đậy nắp lại lắc giống lắc bột cua thì nó rất là dễ vỡ, tại vì mình để muối nhiều mình cho nên. Nhưng mà cái trứng này nó có lòng đào cho nên mình đừng có làm vậy, Natha sợ nó vỡ đó, cho nên Natha sẽ đập từng cái mình lột ha. Nó có muối nhiều cho nên lột cũng được, chứ mà trong trường hợp mà các bạn luộc lòng đào á mà không có muối nhiều là các bạn khó lột lắm, hầu như không có lột được luôn á. Các bạn thấy không, nó rất là mềm mại bên trong, nó mềm mại lắm. Mình cũng phải luộc cẩn thận ha. Các bạn luộc 2 phút chắc cũng được luôn. Cái này là 1 phút rưỡi nha các bạn. Đó. Nó như thế này. Ngon ghê ha. Nói chung cái này làm hơi kỳ công xíu. Bạn nào không có thời gian thì mình cứ luộc bình thường cho lột cho nhanh. Các bạn làm trứng gà thì dễ hơn trứng cút, tại trứng gà nó to hơn trứng cút. Trứng cút nó nhỏ quá.
Rồi mình lột xong mình bỏ sẵn vô trong hũ. Mình lột tới đâu mình bỏ trong hũ tới đó luôn. Natha lột xong rồi nè. À, như vậy là cái trứng lòng đào này Natha luộc 1 phút rưỡi á các bạn. Cho nên nó hơi khó lột. Nếu mà các bạn nào không quen lột cái trứng lòng đào như thế này á thì nó sẽ dễ vỡ, thì các bạn có thể luộc 2 phút nha. Rồi Natha sẽ ngâm đậu với một xíu muối ha. Rồi mình rửa mình luộc nha. Cái món này nó dễ làm á. 2 muỗng cà phê muối ha. À, mình ngâm ớt luôn nha các bạn. Natha ngâm cỡ 15 phút ha. Trong thời gian ngâm cái này Natha đi luộc trứng cút. Cái ớt với cái đậu đậu que đó các bạn, mình ngâm nước muối và mình rửa nha. Thì cái ớt này Natha sẽ lặt cuốn rồi Natha sẽ bỏ hạt, sau đó mình sẽ xay nhuyễn ha. Không có ăn cay thì các bạn nhớ bỏ ớt cay ra nha. Một hai trái nó cũng rất là cay á. Ớt với tỏi á, là mình để cho nó thơm á. Các bạn thích nhiều thì để nhiều ha. Thích ít thì để ít. Để nhiều thì nó đẹp. Cái đậu mình rửa sạch đó các bạn, sau đó mình sẽ tước đầu đuôi ha. Mình tước để coi nó dư dự nó già thì nó sẽ có cái sơ, cái sơ sống này nó sẽ chạy ha. Còn nó non thì không có ha. Đậu cuối mùa nó nhỏ chứ bình thường á các bạn thấy nó dẹp nó to. Giòn, đậu này cuối mùa hơi nhỏ nè các bạn thấy không? Nó già. Đó, nó già mình sẽ tước được này. À, mình bắt nước sôi lên để mình luộc đậu que nha các bạn. Thì cái khoảng chừng 2 lít nước á, Natha sẽ có 10 gram muối. Cái lượng muối này các bạn không cần cân cũng được, tại vì mình luộc á, mình luộc cho nên mình không cần cân ha. Lượng đường nó sẽ gấp đôi lượng muối nha các bạn, 20 gram đường nha các bạn. Rồi mình có một xíu bột ngọt cho vô đây, 5 gram ha, không cho cũng được, tại cái nước này nước luộc mà, mình bỏ nước mà không sao hết. Rồi để cái đậu mình ngon hơn thì Natha sẽ bóng hơn, ngon hơn, Natha sẽ cho một xíu dầu ha, tùy theo mình thích thôi. Rồi nước sôi mạnh mình bỏ đậu vô mình luộc. Mình luộc ra mình sẽ ngâm lại nước lạnh nha các bạn. Mình luộc cho nó tái chín chứ mình không có luộc cho nó mềm nha các bạn, nó mềm là nó mất độ giòn nha. Mình trước khi ấy mình phải chuẩn bị thêm nước đá nha. Trụng cho nó có màu xanh cho nó giòn. Rồi nước sôi để nó cho nó sôi mạnh hơn tí nữa. Đó, sôi già rồi ha. Các bạn nhớ nếu mà các bạn làm nhiều đậu hơn Natha thì các bạn để nước nhiều hơn nha. Nước nhiều nó mới xanh, đậu nó mới ngon ha. Khi mà các bạn thấy đậu này nó bắt đầu chuyển sang màu xanh là các bạn vớt ra ngâm nước đá liền ha. Không để lâu, các bạn càng để lâu đậu mình nó mất giòn nha. Đó, nó chuyển sang màu xanh rồi Natha cho nó sôi trở lại ha. Bạn mà luộc kỹ quá nó sẽ mất độ giòn. Cái này các bạn để trong tủ lạnh một ngày nó giòn ha. Sang ngày thứ hai nó giòn hơn nữa. Để 2-3-4 ngày càng thấm càng giòn càng ngon. Nước nó chuẩn bị sôi trở lại là Natha vớt ra liền. Các bạn muốn muốn xanh hơn nữa thì các bạn có thể để lâu hơn tí nữa cũng được. Nhưng mà phải nhớ là nó vừa sôi lên là mình vớt ra ha. Rồi Natha vớt ra nha. Ngâm vào nước đá cho nó giòn nha các bạn. Đậu mình nó lạnh rồi các bạn, mình đổ ra rổ cho nó ráo nước ha. Natha sẽ dùng 150g nước tương nha. Nếu các bạn dùng loại nào cũng được á thì lúc đó mình sẽ nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình ha. Nước tương ngon, càng ngon thì mình ngâm càng ngon ha. Mỗi một muỗng canh là 15g các bạn. Rồi thường cái lượng nước nó sẽ gấp 3 lần cái lượng nước tương. Natha sẽ để 450g nước nha các bạn. Rồi Natha sẽ có 5g bột ngọt. Tùy các bạn thích nhiều thì cho nhiều ha. Mình bắt bếp mình nấu cho nó tan ra rồi mình nêm lại ha. Rồi Natha bắt bếp nấu ha. Nấu chủ yếu cho nước của mình nó chín ha. Và nó tan đường. Cái nước này là nước cơ bản ha. Nếu mà các bạn nhà các bạn ăn ngọt thì các bạn sẽ thêm đường ha. Còn nếu mặn thì thêm muối. Natha chưa có thêm muối. Bây giờ Natha bắt đầu thêm muối nè. Trước khi nêm muối thì mình sẽ thử coi nó như thế nào rồi mình hả thêm muối. Không thôi nó bị mặn của mình nha. Nó tương đối là vừa ăn rất là ngon nhưng mà Natha thích đậm đà hơn Natha sẽ thêm muối ha. Nếu mà các bạn không thích ăn mặn thì cứ như vậy là được ha. Và nếu mà các bạn muốn ăn ngọt thì các bạn sẽ thêm đường nha. Rồi như vậy là Natha sẽ thêm một muỗng cà phê muối, có nghĩa là 5g muối vào đây nha. Hoặc là ví dụ như các bạn muốn ăn liền, các bạn muốn nó thấm liền ăn liền thì các bạn sẽ tăng gấp đôi muối lên, gấp đôi đường cho nó nhanh thấm. Còn nếu mà các bạn ăn mà để khoảng chừng 3-4 ngày Tết mới bắt đầu ăn á, ngâm để trong tủ lạnh á thì vẫn như vậy là vừa nè. Nó đơn giản, rất là đơn giản mà ngon nha các bạn. Có nhiều bạn nói ngâm theo cái kiểu Hàn Quốc khó ăn, cái này rất là vị Việt Nam nhưng rất dễ ăn, các bạn yên tâm, không giống cái vị của Hàn Quốc. Rồi nó sôi hết thì Natha sẽ tắt bếp ha. Mình sẽ cho nó nguội, mình ngâm nước lạnh hoặc là mình để cho nó nguội sau mình để vô mình ngâm là xong. Rồi bây giờ Natha sẽ ngâm nước lạnh cho nhanh nguội.
rồi. Cái đậu mà các bạn nếu mà cái nào nó dài quá thì các bạn cắt ha, cắt nó cho nó ngắn bớt ha. Nó ha, lựa mấy cái dài dài cắt rồi. À, nhà ăn nào đông người á, nhớ làm cái món này làm nhiều nhiều nha. Tại vì cái này ăn rất là ngon cho nên rất là hao á. Chứ mà cái này á, ăn riêng lắm, dễ ăn các bạn. Chỉ cần các bạn bỏ cơm ra ha, ăn với nó giòn giòn, dễ ăn, nước tương chan cơm. Có thêm trứng nữa là xong. Rồi Natha làm được hai keo đậu các bạn. Cái ớt hồi nãy Natha bỏ cái ớt không cay á, với lại một cái ớt cay vô. Nếu mà bạn nào mà ví dụ như mình thích ăn cay nhiều thì mình xay cái ớt cay nhiều ha. Còn không thích ăn cay thì các bạn để nguyên trái giống như Natha nè. Mình ăn ớt, mình để ớt nhiều cho nó đẹp ha. Có nhiều người ta bỏ thêm ớt bột nữa cho nó màu nó đẹp. Rồi mình bỏ tỏi vô nè các bạn. Nếu mà bạn nào ăn ít tỏi thì mình để khoảng chừng 50g thôi. Còn 50g mình sắc lát mình để vô cho nó đẹp ha. Còn bạn nào thích nhiều tỏi thì để nhiều. Natha để cỡ 50g tỏi thôi nha. Rồi nước tương của mình nguội rồi, mình chế vô ha. Chế cho nó ngập là được. Đó, ngon ghê. Mình dàn dàn cho nó xuống ha. Nó nằm ở dưới nước tương nó mới thấm tốt nha các bạn. Nếu mà nó không chịu nằm xuống, các bạn nhớ dùng cái gì đè lên ha. Natha sẽ để ở bên ngoài một đêm, sau đó mình mới vô tủ lạnh cho nó thấm. Sau đó mình mới bỏ vô tủ lạnh nha các bạn. Hai ngày là ăn rất là ngon. Cái này là Natha mới vừa ngâm hôm qua cho nên hôm nay nó sẽ thấm nhẹ thôi. 2 ngày hoặc 3 ngày thì nó sẽ thấm ngon hơn nha các bạn. Đó. Natha sẽ bỏ ra dĩa nha. Cái trứng này các bạn nó mới có 1 ngày cho nên nó chưa có lên màu đẹp ha. Khoảng chừng bắt đầu ngày mai à. Ngày mai, ngày mốt á, nó lên màu đẹp và nó thấm. Cái lòng đỏ nó sẽ đặc hơn ha. Giờ Natha cắt cho các bạn coi. Hôm qua là nó, cái lòng đỏ nó chảy luôn á. Đó. Thì hôm nay nó hơi đặc đặc nhẹ nè, các bạn thấy ngon không? Các bạn thấy mới 1 ngày mà nó hơi đông đông nhẹ nè. Thì 2-3 ngày thì nó sẽ đông hơn, cái trứng mình ăn sẽ ngon hơn ha. Thấm gia vị hơn. Rất là ngon. Cái nước ngâm này các bạn, mình sẽ để mình chan cơm ăn cũng rất là ngon nha. Đậu que ngâm của mình nè. Đậu que vẫn giữ màu xanh rất là ngon. Và đặc biệt nó càng giòn nha. Do mình để tủ lạnh đó các bạn, càng ngâm nó càng giòn. Quá trời ngon ha. Nhà mình vào ngày Tết thì thường có dưa kiệu nè, hành ngâm chua ngọt nè. Hành ngâm chua ngọt nữa, Thầy đã chia sẻ rất là nhiều mấy năm trước rồi. Các bạn muốn ngâm hành giòn ngon và nó lên màu đẹp như thế này thì các bạn coi lại clip cũ ha. Còn những ngày Tết thì thường có những cái này rất là ngon. Đó, Natha sẽ múc ra luôn cho nó đẹp ha. Rồi, mình có dưa kiệu mình để lên luôn ha. Vào những ngày Tết thì dưa hành, dưa kiệu ha đều không thể thiếu ha. Kèm theo mình ngâm thêm cái phần đậu ha. Đó, các bạn sẽ được một cái dĩa này để ăn vào dịp Tết ha. Đãi bạn bè và người thân, Natha bảo đảm là mọi người sẽ rất là thích luôn. Trong cái dĩa này ha, cái màu xanh Natha rất là thích, ăn rất là giòn mà. Nó giòn, nó ngọt, nó thơm. Các bạn thấy ha, nó rất là giòn ha, giữ được màu xanh. Cái trứng của mình á, thì ít bữa nữa thì nó sẽ lên màu đều đẹp hơn nha. Cái ớt các bạn ngâm chung với lại cái đậu que hoặc là ngâm chung với hành đều ăn cũng rất là ngon, nó sẽ cay ha. Natha sẽ ăn thử cái này nha. Rất là mê cái này ăn với cơm. Giòn quá. Giòn rất là ngon các bạn. Cay cay nè, mặn mặn, ngọt ngọt. Cái này thì nó chưa thấm nhiều. Phải để tới ngày mai hoặc ngày mốt là nó thấm nhiều, ăn nó đã lắm. Nó phải có gia vị ở trong đó các bạn, ăn ngon hơn ha. Mà rất là giòn nha. Nó giữ được cái độ ngọt của đậu que ha. Video clip của Natha đến đây là hết rồi. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Các bạn nhớ làm cái món này để cho gia đình mình thưởng thức nha các bạn. Rất là ngon và dễ ăn. Xin chào và hẹn gặp lại.